vị có biết ý tưởng bán sữa trong túi nhựa là do người Canada phát minh. Ở các nước khác trên thế giới, sữa được bán trong bình nhựa, hộp cắt tông hoặc là chai thủy tinh. Điều này làm tăng lượng chất thải khó phân hủy vào môi trường tự nhiên. Sữa đựng trong túi nhựa, ngoài việc giảm thiểu lượng rác thải còn giúp bảo quản sữa lâu hơn. Trung bình thì một gia đình Canada tiêu thụ khoảng 20 túi sữa 4 lít mỗi năm, hay nói cách khác là một hộ gia đình điển hình có 3 người, vứt bỏ khoảng chừng 60 túi sữa bằng nhựa. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cách để thay đổi thói quen thải những bao sữa nhựa đã qua sử dụng tại Canada. Và một trong số đó chính là chương trình thu gom túi sữa. Có rất nhiều tổ chức từ thiện khắp Ontario, nơi chúng ta có thể liên lạc và đóng góp những bao sữa đã qua sử dụng. Chúng sẽ được dùng để tạo ra những tấm trải giường cho người dân ở các khu vực kém phát triển trên thế giới bằng cách cắt thành dây dài và dệt thành thảm lót giường. Để tạo thành một tấm lót giường cho người trưởng thành, chúng ta cần từ 500 đến 600 túi nhựa với độ bền là hơn 20 năm, không thấm nước và không dính vi khuẩn. Hãy bắt đầu sưu tập túi sữa bằng nhựa và liên hệ nhanh chóng đến các tổ chức thiện nguyện để quyên góp vì một môi trường xanh và tốt đẹp hơn.